Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trong giai đoạn phục hồi sau cuộc suy thoái toàn cầu, thì việc mức lương của cấp lãnh đạo và nhân viên ngày càng chênh lệch là một điều đáng báo động và gây nhiều tranh cãi. Theo một khảo sát mới nhất của CNBC thực hiện trên 25.000 người ở 25 quốc gia cho thấy 76% trong đó bao gồm cả người lao động và cấp lãnh đạo đều đồng ý rằng mức lương trung bình của họ ngày càng chênh lệch. Điều đáng ngạc nhiên hơn đó chính là có đến 57,5% CEO ở cả những nền kinh tế phát triển và nền kinh tế mới nổi đều đồng ý khi nói rằng cấp lãnh đạo không quan tâm tới mức lương chênh lệch vì họ ngày càng giàu hơn. Điều đáng nói là các nhân viên cũng nhận thức được sự chênh lệch này và theo các chuyên gia kinh tế thì điều này có thể gây ra nhiều tác động. Ông Charles Colton, cố vấn tại Viện Nhân sự và Phát triển, cho biết một khi người lao động nhận thức được sự chênh lệch quá lớn trong mức lương thì có thể gây ra tác động đến sự cam kết và lòng trung thành của một tổ chức, cũng như ảnh hưởng đến năng suất và động lực làm việc. Ông nói thêm nếu người lao động không cảm thấy công bằng thì họ khó có thể mà làm việc hiệu quả được. Theo nghiên cứu của Viện Chính sách Kinh tế công bố hồi tháng 6 năm 2014, trong năm 2013, mức lương trung bình của các CEO tại các công ty hàng đầu của Mỹ cao gấp 296 lần mức lương nhân viên của họ. Đây thực sự là một con số khiến nhiều người giật mình.